Bạn vào máy này, chọn phiên dịch hai chiều này, chọn ngôn ngữ này, tiếng Việt Nam. Bên này bạn có thể chọn ngôn ngữ tiếng Đức. Xuân Diệu là một nhà thơ lớn của Việt Nam. Ông nổi tiếng từ phong trào thơ mới với hai tập thơ 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 và Gửi Hương Theo Gió. Chen Ju ist ein großer vietnamesischer Dichter, der aus der neuen Poesiebewegung mit zwei Episoden von Poesie Poesie und Senden Weihrauch in den Wind berühmt ist. Trong sự nghiệp sáng tác thơ văn của mình, Xuân Diệu được biết đến như một nhà thơ lãng mạn trữ tình, nhà thơ mới. Trong các nhà thơ mới, ông được coi là một ông hoàng thơ tình của phong trào thơ ca Việt Nam. Während seiner Schreibkarriere war Chen Ju als romantischer Dichter, Lyriker, Neue Dichter in dem Neuen Dichter bekannt, der er als poetische Kaiserin der Bergebewegung der Poesie Vietnam. 2014, 9 Uhr in Deutschland. US-Präsident Barack Obama hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeladen, schon bald nach Washington zu kommen. Thứ Năm, ngày 9 tháng 1 năm 2014, 9 giờ, tại Đức, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời Thủ tướng Đức Angela Merkel đến Washington sớm.